Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau: trộn hai cái cây nhị phân với nhau. Đề bài chi tiết cho chúng ta hai cái cây nhị phân và chúng ta hình dung rằng khi mà chúng ta đặt một trong số chúng chồng lên nhau thì sẽ có một vài cái nốt của hai cái cây này sẽ bị chồng. Sẽ bị che khuất, trong khi một số khác thì không bị. Thì chúng ta cần phải trộn hai cái cây này để trở thành một cái cây nhị phân mới. Quy tắc để chúng ta trộn là nếu như hai cái nốt mà chồng lên nhau che phủ nhau á, thì chúng ta sẽ phải lấy tổng của hai cái giá trị của cái nốt đó cộng lại với nhau để tạo thành một cái giá trị mới cho cái cây mà chúng ta sẽ tạo thành cái cây mà sau khi mà chúng ta trộn. Còn ngược lại, nếu như có một cái cây là không có nốt tại vị trí đó và một cái cây có nốt, thì chúng ta chỉ việc lấy cái giá trị của cái nốt ở vị trí đó là giá trị của cái cây mới, là giá trị của nốt tại cái cây mới. Rồi, chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1. Ở ví dụ 1 thì chúng ta có cái cây 1 là một cây nhị phân có hình dạng như sau: 1, 3, 2, 5. Ở cây số 2 thì có hình dạng như sau: 2, 1, 3, 4, 7. Thì chúng ta thử hình dung, nếu chúng ta lấy cây thứ hai chúng ta để vào cây thứ nhất để chồng lên nhau, thì chúng ta thấy là ở nốt gốc chúng ta sẽ có giá trị chồng lên nhau là giá trị 1 và giá trị 2. Như đề bài yêu cầu thì chúng ta sẽ tạo thành một cây mới mà cái giá trị tại nốt gốc này sẽ là 1 cộng 2 bằng 1 cộng 2 bằng 3. Tương tự, nốt trái của cái nốt gốc ở bên cây 2 là nốt số 1, thì bên này là nốt số 3, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái nốt mới là nốt số 4. Rồi, nốt trái nhất của cây 1 thì bên cây thứ 2 không có nốt trái nhất, suy ra nốt trái nhất của cây thứ 2 là nul, nó nằm ở vị trí này, nên chúng ta chỉ việc lấy cái nốt của cái cây có tồn tại, lấy cái cây mà có cái nốt tồn tại thì chúng ta lấy là 5. Rồi chúng ta làm tương tự như vậy, có những cái nốt khác chúng ta sẽ có một cây mới, hiện ta gọi là cây này là cây trộn của cây số 1 và cây số 2. Thì quy tắc trộn là nếu như có hai cái nốt cùng giá trị vị trí chồng lẫn nhau thì chúng ta cộng lại hai giá trị đó. Còn nếu như chỉ có một cây có nốt, một cây không có nốt thì chúng ta sẽ lấy cái nốt của cái cây kia làm cái nốt cho cây mới. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành suy nghĩ thuật giải để giải quyết yêu cầu của bài toán này. Thì đối với bài toán về cây nhị phân, chúng ta lại sử dụng một thuật giải tham lam, chính là chúng ta quét hết tất cả các nốt ở trong cây 1 và cây 2. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện tạo ra một cái cây mới dựa vào các nốt của cây 1 và cây 2. Rồi chúng ta sẽ cài đặt nó bằng kỹ thuật đệ quy. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Thì mình sẽ sử dụng cái hàm chính của chúng ta để là cái hàm để quy cho chương trình. Khi mà chúng ta muốn cài đặt một cái hàm là một cái để quy, là một cái hàm để quy, thì chúng ta luôn luôn suy nghĩ về việc điều kiện dừng của nó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ có điều kiện dừng đầu tiên là T1 của chúng ta bằng nin. Nếu T1 bằng nin thì chúng ta sẽ trả về T2. Nếu như T2 của chúng ta bằng nin thì chúng ta sẽ trả về T1. Tức là ở trong cái trường hợp cái nốt số 5 này đó. Khi mà cái nốt số 5 này thì là bên T1 chúng ta có giá trị khác nin, nhưng mà bên T2 chúng ta có giá trị nin, thì chúng ta sẽ trả về cho giá trị của cái cây T1 khi mà T2 bằng nin và ngược lại. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nốt mới. Một cái nốt mới thì chúng ta sẽ khởi tạo nốt bằng, mình gọi là root. Rồi mình sẽ new một cái kiểu là tree node. Thì cái nốt mới của mình gồm những cái giá trị nào? Nốt mới của chúng ta thì sẽ có giá trị value bằng t1.value cộng t2.value. Cái value của chúng ta là sẽ bằng t1 chấm value cộng cho t2 chấm value. Rồi,
Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi đệ quy. Chúng ta sẽ bắt đầu gọi gọi đệ quy của cái hàm này. Thì chúng ta sẽ gọi đệ quy cho bên trái trước, rồi gọi đệ quy cho bên phải sau. Thì chúng ta gọi đệ quy cho bên trái thì chúng ta sẽ gán cái root ở bên trái bằng với cái đệ quy trả về ở bên trái là t1.left. Rồi, sau đó thì chúng ta gọi t2 cũng chấm left. Còn cái nhánh bên phải của root, tức là cái node chúng ta vừa tạo, thì chúng ta sẽ gọi đệ quy cho bên phải của node t2.right. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ trả về cái node này. Thì như vậy, cái hàm đệ quy của chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các cây, duyệt qua tất cả các phần tử, duyệt qua tất cả các nốt, các phần tử của cây 1 và cây 2 ở cùng vị trí. Giả sử như là chúng ta đang duyệt nốt gốc của cây 1, cây 2 thì nó sẽ là nốt gốc của cả hai cây. Rồi nốt bên trái thì sẽ duyệt nốt bên trái. Và chúng ta sẽ dừng khi mà chúng ta gặp một cái nốt T1 hoặc là T2 nó bằng nil, tức là bằng null, tức là không tồn tại. Thì chúng ta sẽ dừng và chúng ta sẽ trả về cái nốt ngược lại. Khi mà cả hai nốt này tồn tại thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nốt mới. Nốt mới của chúng ta sẽ có một cái tổng là tổng của cái nốt cây 1 và tổng của cái nốt hiện tại của cây 1 và cái nốt hiện tại của cây 2 cộng lại, hai cái giá trị cộng lại với nhau tạo thành cái nốt mới. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi đệ quy cho cái nhánh cây bên trái và cái nhánh cây bên phải của cái nốt mới tạo. Rồi, thì chúng ta thử chạy cái chương trình này với ví dụ 1 ha. Chúng ta có lỗi ở đây là mình thiếu chữ S chỗ merge tree. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công ví dụ 1. Kết quả trả về giống với kết quả yêu cầu của đề bài. Bây giờ chúng ta thử submit để giải các cái ví dụ khác. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ của đề bài. Chúng ta phân tích một chút về cái độ phức tạp của thuật toán này. Nếu chúng ta gọi số chúng ta gọi số lượng nốt của T1 là N và số lượng nốt của T2 là M, thì chúng ta sẽ có độ phức tạp là N cộng M. Bởi vì thuật giải chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các nốt của cả hai cây. Và độ phức tạp của không gian lưu trữ, chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái không gian lưu trữ phức tạp nào để lưu trữ, ngoại trừ cái yêu cầu đề bài là tạo ra một cái cây mới. Thì chúng ta sẽ có độ phức tạp của không gian lưu trữ là hằng số O1. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc hay có đóng góp ý kiến hay có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.